Sẵn sẽ đưa ra cái ví dụ để cho quý vị dễ hình dung. Nó giống như mình nói là khi mà mình cắt đứt tay ha, mình lấy dao mình khứa đứt da đứt thịt, thì mình chỉ việc là lên lên bệnh viện rồi mình may may lại thôi, rồi một thời gian sau là nó lành, băng bó lành. Nếu mà ai có tiền á, mình ra thẩm mỹ á, thì thậm chí là mình không còn sẹo. Thì nói như vậy, nhưng mà không có nghĩa là mình cứ chơi dao là mình cứ khứa, rồi mình ra là mình chữa, rồi chữa xong về mình cứ khứa, rồi đi chữa, rồi về mình cứ khứa, rồi đi chữa. Thì cái người như vậy chắc chắn là người có vấn đề. Cái giới cũng vậy đó. Cái việc cái giới mình trong sạch đó, rồi mình cứ phạm rồi lại thọ lại, lại phạm lại thọ lại, thì cái người đó là chắc chắn là có vấn đề. Sư con có một câu hỏi là cõi dục giới có tam tình nhục phải không sư? Khoảng 3 4 năm về trước con có thầy ở cõi trời dục giới. Nói giỡn hay sao? Thầy nào ở cõi trời dục giới? Hả? Chắc thầy này nói, chắc thầy nói có bán tạp hóa có bán tạp hóa, có bán thịt heo họ treo trên cây sắt. Thành thử sư đề nghị quý vị, sư đề nghị quý vị đọc giùm sư, đọc đi, đọc giùm sư. Cái quyển là chú giải người và cõi, quyển chú giải người và cõi. Đấy à, thì để đỡ quý mình nói thì có sách mách có chứng ở đây rồi. Mình tìm cái chỗ phẩm cái từ gì đó, nghĩa là họ dùng cái loại thực phẩm thượng vị, thượng vị à, thượng vị tịnh thực, thượng vị tịnh thực. Cái này là cái cõi tam thập tam thiên, ở tam thập tam thiên có 33. Thì ở cái cõi tứ thiên vương, ở cõi gần với mình á, thì chư thiên họ vẫn dùng những cái nó gần với loài người. Nhưng mà lên đến cõi 33 đó ha, thì họ dùng là thượng vị tịnh thực. Nghĩa là sao? Nghĩa là đồ ăn á, nó vượt ra khỏi cái phạm trù tưởng tượng của nhân loại. Quý vị hiểu như vậy là nó đơn giản nhất. Nó kỳ. Chứ còn mà giả sử như mà cái con dồi á, nó sống ở trong cái hầm phân á, thì nó không thể nào nó tưởng tượng được là có một cái món ăn gọi là cơm, rồi gọi là cháo, rồi gọi là chè, rồi gọi là cái này là cái kia. Nó không tưởng tượng được là có một cái loại thực phẩm như vậy, và nó sẽ có được những cái loại mùi vị như vậy, và nó sẽ có được những cái hình dáng như vậy. Cái con dồi nó không tưởng tượng được. Nhưng mà nếu mà nói cái cục phân thì nó đặc, nó lỏng, là nó có màu xanh, nó có màu vàng, nó có màu đen, thì con dồi nó biết ạ. Y chang như vậy đó. Nó cõi người mình không thể nào mình tưởng tượng được cái thực phẩm của cõi trời nó như thế nào. Chỉ có một số trường hợp á, chỉ có một số trường hợp những vị thánh A-la-hán được miêu tả trong kinh á, được chư thiên cúng dường thực phẩm của cõi trời á, thì được mô tả là nó một cái bát, như là trường hợp ngày Mahakasapa, cái thực phẩm đó trong kinh không mô tả nó trông như thế nào, nhưng mà chỉ nói là nó thơm, riêng cái mùi thơm thôi là nó lan tỏa khắp cả kinh thành lúc bây giờ.
Rồi thêm một vấn đề nữa nè, cái thượng vị tịnh thực á, nó có những cái đặc điểm. Ví dụ như quý vị có biết là cái buổi ăn cuối cùng của Đức Thế Tôn đúng không, thì trong cái buổi ăn đó Đức Thế Tôn kêu ngài Ananda là nên đem đổ đi chứ không có cho ai ăn. Nhiều vị họ hiểu lầm, họ nói là do cái đó là cái nó bị độc, thực tế không phải. Trong chú giải ấy, cái chư thiên ấy, bỏ thực phẩm của cõi trời vào trong cái bát, bữa ăn của cúng dường Đức Phật. Chư thiên họ bỏ cái thực phẩm của họ vào, nhưng mà bởi vì đó chư thiên quá đông đi, mà chư thiên thì ai cũng biết đây là cái bữa ăn cuối cùng của một vị chánh đẳng giác, cho nên mạnh ai nấy bỏ. Tôi bỏ phần tôi, anh bỏ phần anh, chú tám rồi thím sáu rồi cậu bảy rồi mợ hai, rồi cứ mạnh ai nấy bỏ, bỏ vô riết như vậy đó. Mà quý vị thấy đâu có cái chuyện là thực phẩm nó nhiều ra thì không có, mắt thường mình thì mình không biết được, chỉ có Đức Thế Tôn biết. Và chính bởi vì nó quá bổ cho nên á, chỉ có cơ thể của một vị chánh đẳng giác mới chịu nổi cái sức bổ dưỡng của bữa ăn cuối cùng đó thôi. Còn người khác ăn vô họ chịu nổi, tại vì nó quá bổ. Thành ra là nhiều người họ tưởng nó là chất độc, thực tế không phải, nhưng mà do nó quá bổ cho nên không ai ăn được. Thì nói như vậy để quý vị có thể tưởng tượng được là cái gọi là cái thượng vị tịnh thực của cõi trời đó, nó vượt ra khỏi cái trí tưởng tượng của nhân loại. Cho nên mình đem ba cái chuyện mà ở cõi trời mà còn có tiệm tạp hóa, rồi còn có keo thịt bán lủng lẳng thì nó kỳ lắm, nó kỳ lắm. Giống như sư nói là giống như con dồi, nó tưởng tượng là loài người chắc họ cũng ăn mấy cái cục nó dài dài, rồi hoặc là nó một cái đống nó đen đen thì nó rất là kỳ. Bởi vì chúng ta thuộc hai cái cảnh giới khác nhau. Ai có quan tâm thì đọc dùm cái quyển Chúng Sanh và Sanh Thú, đọc dùm cái quyển Chú Giải Người và Cõi. Tại vì cái quyển Chúng Sanh và Sanh Thú á, nó cũng là một quyển thôi, nhưng mà cái quyển Chúng Sanh và Sanh Thú á, thì ở trên mạng nó không có trọn bộ, nó chỉ có trích đoạn thôi. Nhưng mà cái Chú Giải Người và Cõi á, quý vị tìm ở trên mạng á, thì nó tương đối nó đầy đủ hơn. Đấy thì quý vị tha hồ coi này, một lục. Đấy, tóm được các cõi từ địa địa ngục cho đến bàn sách bàn xanh, rồi những cái loài mà phi nhơn, lấy kim sĩ điểu, rồi 10 loại voi, ngạ quỷ hay các cái loài ngạ quỷ. Rồi các cõi trời dục giới đấy, rồi các cái cảnh giới phạm thiên, thì đó đó nó tương đối nó phổ quát. Quý vị cứ tìm ha, Chú Giải Người và Cõi, và quý vị xem.